Nhân dịp ngày 20 tháng 11, tại sao không chọn một món quà công nghệ tuyệt vời từ Hacom cho những người thầy cô yêu quý? Với các dòng laptop và máy tính từ Hacom, bạn không chỉ tặng một món quà, mà là còn công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc và học tập. Hoặc nếu bạn là thầy cô, đừng bỏ lỡ cơ hội nâng cấp thiết bị công nghệ của mình với các dòng máy tính cao cấp hiệu năng vượt trội từ Hacom. Đặc biệt từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11, Hacom mang đến chương trình ưu đãi lớn với giảm giá hấp dẫn và nhiều phần quà giá trị. Đến Hacom ngay hôm nay để lựa chọn những sản phẩm công nghệ chất lượng, hoàn hảo, làm quà tặng hoặc nâng cấp thiết bị của bạn. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Hacom, nơi bạn tìm thấy giải pháp công nghệ tối ưu.